Cờ lìa rồi, bây giờ chúng ta sẽ đến với game đấu của khuôn khổ vòng bán kết. Bên khu vực tay trái của bạn đang xem đó là team của No Way, và bên phía tay phải sẽ là team của Cecia. Cả hai bên sẽ xuất phát cho mình với đội hình đầy đủ 5 người chơi. Và bây giờ thì sẽ đẩy lên hai hành lang A, sẽ đối đầu và sẽ gặp mặt luôn ngay lập tức. Thì chúng ta đã tay đắc vừa co cho mình 1-1, tay đắc co cho mình double kill. No Way nằm xuống bay châm cũng ra đi luôn, đổi được mạng đó là Asura. Nhưng mà Style Duck một tí nữa nó cũng đã lấy được cho mình cái mạng của Asura rồi. 1v1, à 1v3. Vẫn là Style Duck trong những game thủ bắn rất kinh bên phía của team CC á. Và lúc này đây thì chúng ta đang được nhìn thấy team Soju họ có một khởi đầu không thuận lợi lắm với lối đánh A của mình. Có vẻ như lần này nó hơi khác so với lần họ vừa gặp bên phía của 3G đúng không nhỉ? À không, nhầm, họ gặp bên phía của... Chúng ta tạm thời bỏ qua đi, mình tạm thời sẽ quay trở lại với vị trí ở tại khu vực round. Cộng với đó là hành lang, khi mà hành lang đã mất đi cho mình là hai người rồi. Mất vì trí của đất, mất luôn cả vị trí của dứa. Vậy thì bên này có thêm cả nết được bồi vào. Sniper cũng đã phải nằm xuống khu vực A đang khá trống, và đây là vị trí của dầu, dầu ở bên trong một lỗ A. Tại khu vực cầm cũng đã nằm đến từ vị trí của xía. Như vậy thì sẽ là một game chuối free dành cho bên phía của No Way, vì họ sẽ chưa có ai nằm xuống cả. Vẫn quyết định là đẩy ra và kết thúc luôn game đấu này. Như vậy là team Ace Một đều, đó là những gì mà chúng ta đang được nhìn thấy ở diễn biến của cái game đấu bán kết này. Vừa rồi thì EZDub cũng có cho mình một tình huống nhìn từ lỗ nhà đi sang khu vực spawn của bên phía đội tuyển thủ. Bây giờ thì có vẻ như là team No Way, team Soju đang muốn công vào khu vực B thì phải. Họ đang đi từ nước vào, và bên B đang có một người dép duy nhất và có một người đang ở cửa. Mới tập chơi vừa rồi đã pick được vào người của Andy, đổi được mạng là tốt đến từ Asura với một quả đầu vàng. Ngay lập tức thì dầu cũng đã về được backup cho người đồng đội của mình. Style Duck cũng đã đến. Ui, nhưng mà sao lại nhảy đến đây cầm smoke thế này? Mới tập chơi vẫn còn đang cọ cửa ở đây góc bên này, và chỉ có Easy Love cũng đang quyết định là tiến vào. Với cặp trận này thì thế trận lúc này nó sẽ là 3v3. Và trước đó thì chúng ta thi đấu ở trên map đó là trạm phát sóng thường. Lần này thì sẽ là trạm phát sóng được tinh chỉnh theo CFS, nó sẽ cân bằng hơn rất là nhiều. Đây cũng là game đấu được áp dụng cho toàn bộ những cái diễn biến tiếp theo của giải đấu của chúng ta. Vừa rồi là Style Duck thì đã làm được 2 ở tại khu vực lỗ B. tưởng có một tình huống gì đó hơi hề đến từ Easy Love, một tuyển thủ chuyên nghiệp đến từ game đấu Pi. Rất tiếc là không có trường hợp đó xảy ra, và Easy Love đã mang về chiến thắng thứ hai dành cho team No Way, team Soju. Hiện tại thì vẫn đang cân bằng thôi, tôi nghĩ là no cân bằng đấy. Lần này hơi nhỉnh nha. Team No Way lần này lại tiếp tục gọi là có sự gọi là comeback trở lại. Họ thua trước một nhưng bây giờ họ đang gỡ lại. Có một tình huống đẩy rào rất nhanh, và bây giờ No Way đang là người chủ động ra kê rào. Trong khi đó vị trí của đất cũng không phải dạng vừa, đất quyết định là sẽ lui về. Một cú nổ flash tương đối đẹp, nó làm cho chậm lại những bước tiến đó từ các thành viên phía của team No Way, vì họ đã mất đi vị trí của Easy Love. Một thế trận mà 4v5 không có chỗ cho sai lầm nha. Vẫn đang cò cưa rất nhiều ở tại thành đàn, có luôn cả đồ để trả ra khu vực mid. Và bây giờ thì vị trí của Andy đã phải nằm xuống rồi. Asura đang bị focus vào rất nhiều, trong cái đó No Way cũng đang yếu máu. No Way đẩy ngược sang khu vực B, nhưng mà tôi đang cần xem giao tranh ở tại khu vực hành lang. Đây rồi, khu vực hành lang đang bắn vào dưới luôn, những người có được cho mình mạng của vị trí của bé Châm. Bên này vẫn còn đó vị trí của No Way. No Way cầm búa gỗ quay ngược về khu vực mid, và ở bên này tại khu vực cầu thang, những cú nhá từ vị trí của Asura muốn bích đầu nhưng nó vẫn chưa thực sự là thành công. Lát sẽ được búp lên, tuy nhiên thì đã di chuyển rồi. Dâu đang là người đép ở khu vực CA, và ngay lập tức thì dứa phải nằm xuống. Chính xác là dứa chứ không phải là dâu. Dâu đã xuống khu vực hầm rồi. Anh ta đang ở dưới chân hành lang, và xía thì đã giạt qua
bên side B rồi. Mỗi người sẽ chiếm cho mình một side và kẹp chéo. Bây giờ thì Asura yếu máu, No Way cũng không còn bao nhiêu máu cả. Đâu đó Asura chỉ còn lại cho mình khoảng 10 máu chăng? Còn No Way thì chỉ có 30 thôi. Một viên, không chính xác là hai viên thì No Way sẽ phải nằm xuống. Sẽ đổi được một, một đổi một. No Way đang có một pha và anh ta hoàn toàn có thể kiểm soát lại được C4, nhưng mà đối phương đang kê tại khu vực double door B. Và bây giờ đây vẫn đang đẩy ra từ vị trí của xía và hòa được pha nhá đến từ vị trí của No Way rất tốt. Cú bắn phải gọi là nhấp nhả tuyệt vời và No Way tiếp tục có được cho mình chiến thắng thứ tư cùng với những người đồng đội. Thì theo những thông tin mà tôi biết thì những cặp đấu như thế này có rất nhiều những sự sắp xếp cho phù hợp đến từ anh phân tích viên Cờ Liên. Nên là team No Way mà đấu với team Quatty nãy giờ anh em tranh cãi thì anh em có thể tìm ra được nguyên nhân nằm ở đâu rồi. Nào, chúng ta đang được nhìn thấy một tình huống có vẻ như là muốn công một bom say A thì phải, nhưng mà Asura ngay lập tức đã rụt ngược trở lại rồi. Bốn người đang ở khu vực rào A này và chỉ có một người nhà nhá, bé châm rồi kê nhà thì ngay lập tức bị Stardust vả một viên vào mồm. Với khẩu AK trong tay thì chỉ cần một viên duy nhất thôi, tất cả mọi người chơi đều có thể đi gặp bác sĩ để khám răng. Dâu thì đúng hơn. Dâu đang ở trong sai và đó là sau một cái xe lửa. Và vừa rồi thì không phải là tiếng thở của bình luận viên mà là tiếng thở của nhân vật đấy. Anh em nào mà ít chơi game đột kích thì có thể sẽ không hiểu rõ. Đây là tiếng thở của nhân vật sau khi mà nín quá là lâu. Không có sai A rồi. No Way đang đẩy lên ở tại khu vực dốc A. Một bàn dành cho vị trí của No Way vẫn còn đó tại khu vực xe. Easy Love chưa biết được điều này. Easy Love đang phải đối mặt với những trái khói rất khó chịu. Vẫn là đó vị trí của Dâu. Dâu chỉ còn lại cho mình là một bóng thôi. Vị trí bên này là Asura. Hey. Asura bích được cho mình đầu. Ui. Nhưng đó vẫn là chiến thắng dành cho các thành viên bên phía của team CC. Ui. Tôi vừa mới nhìn thấy là Stardust có một tình huống móc và làm đôi. Anh ta móc từ khi mà lấy được cho mình cái mạng của bé châm ở khu vực nhà. Sau đó luồn qua khu vực hành lang, không chính xác đó là rào A, và tiến ra vào khu vực bom xoay A, lấy luôn hai mạng cuối cùng. Lần này rao thắng lại quay trở lại. Đứng ở rào nhưng mà không cầm mọc. Đứng ở rào nhưng mà không cầm AWM đến từ No Way. Có vẻ như hơi sai một tí đúng không? Thường thì ra rào thì người ta sẽ cầm AWM nhiều hơn, tức là cầm một khẩu súng ngắm. Đây rồi, chúng ta đang được nhìn thấy những quả smoke bắt đầu được trả ra ở tại khu vực double door. Và bây giờ Dứa đang đẩy vào, Dứa bị phát hiện ra rồi. Ngay lập tức thì Asura lấy được cho mình cái mạng của Dứa, đẩy tiếp ra cho mình tại vị trí không nhìn cho mình khu vực double door B. Và ngay lập tức đó tình huống bắn kẹp chéo, Dâu cũng đã có được cho mình một mạng từ vị trí của Asura. Bên này là vị trí của No Way. No Way đối mặt với ớp và No Way nằm lại đất, là người bích được cho mình cái mạng của No Way. Góc bên này là vị trí của bé châm đang làm gì đây? Bé châm bắn được cho mình thêm một mạng nữa để rồi bé châm cũng nằm xuống. 1v1, Easy Love hơi yếu máu và đó sẽ là cái kết dành cho Easy Love. Xía chỉ còn lại cho mình 25 HP mà thôi. Ba đều. Có vẻ như là rất là cần. Team Xía gần như là đụng với cả những team như thế này thì bắn nhiệt hơn thì phải. Hiện tại thì Asura đang là người chơi có cho mình chỉ số tốt nhất bên phía của team No Way. Còn trong khi đó thì Stardust đang là người có cái KDA nổi trội nhất so với cả team của Xía bên này. Và vừa rồi thì No Way đã bị cấu đi cho mình đâu đó khoảng 30 máu. Không biết là một lý do gì đó. Bây giờ thì đã rút được cho mình khẩu AWM rồi. Đang đứng ở khu vực nào đây? Tôi đang thấy rào A. Hình như là bên rào A có 3 người thì phải. Xe A chưa một ai vào. Thậm chí xe B không có một ai vào luôn. Có vẻ như là muốn đánh A rồi. Vẫn rất mong chờ nha. Ở đây là vị trí của Easy Love. Và tôi đã nhìn thấy rằng đây là một lối công lên, nhưng mà đằng sau thì vị trí của đất đang móc. Đất lấy được cho mình là hai mạng ở tại khu vực hành lang. Và bên này Asura phụ ra trên đồng đội của mình, nhưng mà Dứa là một trong những người yếu máu và Dứa đang kê. Dứa với Dâu là bộ đội cùng tỷ, có luôn cả Xía ở đây, triple pick. Thật ra là bốn người đang pick ra vị trí của No Way đang nhá. No Way nhìn thấy được cho mình cái túi hộp của đối phương nhưng không làm gì được cả. No Way tiếp tục kéo tầm ra để nhắm lại một lần nữa. Góc bên này vị trí của Easy Love còn lại 75 máu đang còn cưa, và đó là 99 máu. Dâu yếu máu rồi, Dâu sẽ cần phải cẩn thận hơn. Tiếp theo đó một quả flash giữ chân được vị trí của No Way, và gần như là khó trong game này dành cho các thành viên của team Soju.
họ không có được cho mình quá nhiều cơ thể. Nhìn thấy rồi, rất là giờ No Way vẫn đang làm tốt và chỉ còn lại đúng một mình No Way mà thôi. Về khoảng măng ốp này thì No Way có vẻ hơi yếu hơn so với cung điện còn lại anh ta đã thể hiện. Thực ra thì ở game đấu đầu tiên mà team Soju gặp có vẻ như là No Way đang nhỉnh hơn. Bây giờ thì gặp một đối thủ nó ngang trình, có thể hơn trình của mình, anh ta lại đang làm tốt chấm. Ôi như vừa rồi Asura một tình huống không hiểu đó là rùa, không biết là có phải là rùa hay không. Ui mà đó, đang bắn vào Stardust thì một người đã phải nằm xuống ngay phía sau. Đầu bắn tốt quá. Đúng vậy, 11 mạng rồi. Double kill, hình như triple kill rồi thì phải, hình như round này là triple kill rồi. Dâu ơi, vẫn là vị trí của dâu nhưng bây giờ đẩy lên No Way. Những cú bích ốp như thế này thì tôi nhìn thấy rằng là có một cái sự so sánh nhất định giữa No Way và Celebrity. Liệu rằng là nếu No Way đi tiếp thì có đấu với Celebrity hay không? Còn nếu như xía đi tiếp thì đây sẽ là một ẩn số. Một rào đấu tiếp theo khi họ lại quyết định là kiểm soát mid với hai người. Hai người còn lại đẩy ra kiếm rào và trong khi đó một người sẽ đi lết B. Và lối chơi còn lại bên phía của team xí xía đó là họ sẽ stack gần nhau hơn, giữ chặt mid, cộng với đó là quan sát lên bên trên cùng và rào. Đây rồi, một pha đẩy ra rất nhanh và đó vị trí của đất, đất nằm xuống để châm là người có được cho mình cái mạng của đất. Và với việc mất đi cho mình vị trí của đất, họ sẽ cần phải cẩn thận hơn vì Asura đã tiến lên được cạnh lan và Asura đẩy ra, Asura sấy được cho mình cái mạng của xía. Và còn đó vị trí của dâu ở tại cuộc xe, dâu đang cò cưa nhưng mà Asura đẩy qua bóp được luôn cho mình cái đầu của dâu. Asura đang làm tốt cùng với vị trí của Andy. Đây một ra đấu mà chỉ còn lại đó là 1v4 thôi, lại tiếp tục là khổ ốp. Người cầm ốp luôn luôn là người ở cuối cùng và mới tập chơi, có xây chuyển càng khôn hay không đây. Chúng ta đang đến với round đấu thứ 9 ở trong game đấu này. Trong đó thì xin ui, cái gì đây? Snap qua đỉnh đến từ mới tập chơi. Tâm còn chưa kịp zoom lên thì ngay lập tức anh ta đã có cho mình cái mạng No Way và nhắc nhở No Way rằng hãy nhìn đi, đây mới gọi là bắn AWM. Ngay lập tức thì cũng đã có tới 3 người chơi bên phía của team No Way đang ngắm thẳng vào người anh ta. Bây giờ lò ra thì có vẻ như là khó, khó là có thể sống. Đang cố gắng cọt ngừa từ vị trí của mới tập chơi nhưng mà làm sao được đây. Anh ta phải one hit one kill thì quả may. Như vậy chúng ta sẽ đến giai đoạn đổi bên khá cưng. Một bên 4, một bên 5 gần như sẽ không có sự chênh lệch ở đây. Và họ hoàn toàn có thể làm lại được câu chuyện của mình. Thế trận lúc này đưa về thế cân bằng. Và Easy Love lần này anh ta sẽ quyết định giữ luôn cho mình khu vực hành lang. Trong khi đó thì ba thành viên bên phía của team xí họ bắt đầu connect sang khu vực đường giữa. Và lúc này đây thì Andy đã bắt đầu đẩy rất gần đến rồi vị trí của dâu rồi. À đây không, thật ra là một tình huống lỗi hiển thị thôi. Andy sẽ là người kê cho mình khu vực dốc A, trong khi đó Easy Love vẫn sẽ kê tại khu vực cánh cao của hành lang, không có những quyết định đẩy láo lúc này. Và chúng ta đang được nhìn thấy một cái góc cam tông đến từ kỹ thuật viên giải đấu SBTC đột kích, giải đấu có giá trị tiền thưởng lên tới 10 triệu đồng do nhà phát hành cũng như là nhà tài trợ VTC Online và tự game đột kích tài trợ. Cốt đã được drop ở ngay bên dưới màn hình bên trái. Petrum đang ở khu vực cửa sổ A và anh và chị ấy có thể sẽ đạp pick được mạng nào không, nhưng mà trước đó thì Dương đã lấy được cho mình cái mạng Easy Love. Asura đổi mạng, Stardust cũng đã đổi được một, Stardust đổi hai, rất tuyệt vời đến Stardust. Người chơi có vẻ nhận lượng cái giải MVP trong game đấu này hay chăng, không chính xác là trong cái giải đấu này hay chăng đây, mà chờ ngày mai, nốt ngày mai chúng ta mới biết được cái giải thưởng MVP có rơi vào tay của anh ta hay không. Đây là Andy cùng với bé Cha báo được cho mình một vị trí ở tại khu vực lỗ A rồi. Bé tập chơi là người yếu máu, không còn nết ở đây chăng? Ta thực sự có một quả nết để có thể dội ra nhưng suy nghĩ lúc này là hơi chậm. Suy nghĩ lúc này là hơi chậm, quả nết cũng không đẹp. Mới tập chơi đã vào được bên trong khu vực lỗ A 20 giây nữa. Nhưng sự là đi ra nhưng mà đất bắn rất hay. Tôi nghĩ là với khả năng mà 7 AK như thế này thì không cần phải check ban pha vừa rồi đâu. Thật sự đây là người có kỹ năng. Anh ta làm được cho mình tới một lô mạng ở trong game đấu vừa rồi, trong giao đấu vừa rồi. Đúng vậy, có kỹ năng. Bây giờ thì Rao A đang có vị trí của Spy đó và mới tập chơi thì phải. Còn trong khi đó thì ba người bên phía của team dừa, không chính xác là team của xía đang đẩy đến cuộc hành lang A này, bắt được một người nữa rồi. Như vậy là chỉ còn hai thôi, còn một bên phía của No Way. Andy bây giờ đang ở đâu? Anh ta đang đi bóc ở khu vực hành lang A. Liệu có bắt được ai để có thể đổi được một mạng hay không đây? 1-4.
Tôi thề với anh em bom được đặt. Cái ông này, ông Stardust này, ông có một cái lối bắn rất là quái vật. Rồi, rất nhiều đồ được trả vào và gần như Andy, Andy phải bách ngược sang khu vực Under. Và bây giờ thì Andy sẽ đánh vào mid, nhưng mà Stardust Macro được trước luôn. Stardust Macro kê kỹ. Và như vậy thì wow, tự nhiên game đấu này tôi lại cảm thấy rất nổi da gà. Khi mà 21 kill dành cho Stardust rồi. Một đối thủ phải gọi là xứng tâm với lại vị trí của TVD. À, TDV đúng không nhỉ? Bên team của Andy. Tôi chắc là cái này chúng ta tí nữa phải check lại. Tôi quên mất cái gì là check lại. Bây giờ thì sao đây? Khu vực hành lang ai đang có những giao chiến rất là nhiều. Xía đang tay đạn, xía nằm xuống. Và như vậy là Andy vừa có một tình huống đục tường nữa, không chính xác là đục vào cửa. Và ngay lập tức thì kết liễu luôn được cái mạng của Dứa. Anh ta làm tới 3 mạng ở trong khu vực hành lang A vừa rồi. Bây giờ thì còn Easy Love, còn Andy để có thể đối đầu cả mới tập chơi. Bây giờ mới tập chơi. Trời ơi! Cái gì đây? Rất ảo, pha bắn rất hay. Đó là pha rất kỳ. Không còn gì để chê dành cho mới tập chơi. Và bên mới tập chơi thành công. Cũng khiếp. Pha bắn mới vừa rồi thành công vậy. Của nó đấy, được của nó đấy. Một pha bắn mà nó đánh về mặt tâm lý dành cho rất nhiều những đội tuyển cũng đang tạm thời thi đấu trong giải đấu FPT Sùng kết thúc này. Vừa rồi Easy Love lấy kinh cái đầu của xíu, sau đó là Asura lấy cái phòng ở dưới và góc bên này. Asura là một trong người yếu máu. Vẫn đây là vị trí của Dâu. Dâu vẫn đang còn cười nhưng mà đang xấy rất đau từ phía Andy từ vực cánh sau. Andy đã móc được bằng cách nào đó. Bên này vẫn còn vị trí mới tập chơi. Trời, sao nhanh vậy? Tôi thấy Andy đã móc được rồi và thậm chí là Asura cũng đã đứng ở đây rồi. Rất nhanh là vì họ đi không cần ship, họ đánh nhanh khu vực B. Tôi thấy là không có bất kỳ ai bên phía của team Soju họ stack mình ở tại khu vực nước B cả. Và đó chính là tiền đề để kiến tạo nên cái pha thi đấu này. Và gần như là team Soju lúc này họ sẽ phải kê bắt người. Một lối kê round, một người đang kê rất gần ở đây vị trí của Stardust. Và đây chúng ta sẽ chờ xem là mới tập chơi có bắt được ai không đây. Stardust này rất gần rồi. Stardust bị đẩy ra và đó là ba người, dù có đổi được mạng đi nữa thì ta cũng nằm. Một vs một đống đến từ vị trí của mới tập chơi. Mới tập chơi làm hai rồi. Mới tập chơi đang được bắn. Mới tập chơi có làm được ba không đây? Mới tập chơi đang bị bắn xuyên tường. Mới tập chơi không làm được ba. Dù sao thì đó cũng là kết quả rất tốt dành cho mới tập chơi. 9-4 bằng một cách nào đó. Không, 8-5 thì đúng hơn. 8-5, sorry các bạn, dị số là để update nhanh hơn. Bằng một cách nào đó tôi đang thấy kỳ lắm. Vẫn là vị trí của Dâu. Dâu đẩy ra rất chủ động và đang bắn vào vị trí của Andy. Bắn 8900 viên rồi. Hết một băng đạn. Quay ngược ra đây tiếp tục bắt Andy. Andy không bắt roll được bên dưới và Andy nằm xuống. Chiến thắng đang vẫy gọi dành cho các thành viên bên phía của team xía chăng, khi họ là người có lợi thế hơn người nhiều hơn. 3v5 là hơi khó. Bên này là vị trí của Easy Love. Easy Love bị bóp một quả flash rất đẹp từ trên cao và khiến cho anh ta chậm bước những cái bước tiến của mình. Ở đây vẫn còn chưa dứa vào đây rồi. Chưa phát hiện ra được điều gì trong khói và thấy được điều đó. Đang cố gắng sấy vào bên trong của Easy Love là người làm tốt hơn với tình huống bất đầu cho mình chưa dứa. Nhưng chiến thắng mình sẽ đổi tên các thành viên bên phía của team CC. 9-5 rồi. Cách biệt chỉ là một round thắng nữa thôi. Nếu như team của đội trưởng No Way không làm tốt ở những cái round đấu cuối cùng này thì có thể sẽ phải dừng chân lại ở vị trí hạng 3 nếu như mà ngày mai họ chiến thắng nốt đội thua của trận đấu tiếp theo đây. Sẽ lao vào đến vị trí chia xía. Sẽ vào trong vùng side B. Ôi như vậy là bé Trâm nằm xuống rồi. Còn lại một người Asura ngay bên cạnh và đang block nhau. Đang block nhau. Không sao hết. Nhưng mà cái gì đây? Team của No Way chỉ còn lại mình Easy Love thôi. Thôi, chấm hết dành cho team No Way rồi. Một chấm máu duy nhất. Quá khó, một chấm máu duy nhất. Tầm này thì có thổi thôi thì cũng nằm xuống. Wow. Key player chắc chắn sẽ là vị trí của Stardust. Và theo như thông tin mà bên phía ban tổ chức chúng ta sẽ cung cấp cho anh em, đó là tất cả tuyển thủ đang thi đấu sẽ ngồi cùng một Discord. Và sẽ tất cả sẽ đồng loạt livestream màn hình mình lên hết và sẽ có tổ trọng tài check ban liên tục. Nên là anh em không cần phải lo. Và nói lại một tí, đây là tỷ số rất bất ngờ Khang nha. Rất bất ngờ so với cặp đấu với là No Way, một người đã có chiến thắng 10-0 trước team của Lũ Quỷ. Ngạo nghễ quá vậy ta. Xí ơi, có Xí có điều gì muốn nói về cái trận đấu vừa rồi không? Thật sự là đang suy đánh bắn rất là bay luôn, nhất là người chơi mà tôi đánh giá cái cao là ông Tài Đất. Ông đó là ai mà Xí tìm được vậy?
À ông đó là xí có một ông anh, xong rồi ông đó là bạn của cái ông mà chơi chung, là công Style Đức á, là bạn của cái ông chơi chung đó, thì là duyên là như vậy đó, chứ xí không có biết cái anh mới tập chơi. Là hiểu qua cho xí kia là tuyển thủ tay to này nọ đúng không? Cua da bắn bắn kinh dị thiệt. Mà xí riêng nói là khen tới Đức là một thì cũng phải khen xí là 10, chắc là cái game gì gọi là xí con nhiều lắm đúng không xí? Trời ơi, chứ sao, tôi chỉ là đọc thông tin nè, gào 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 nè, mít mít bê 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 nè, đó là team là nhuần nhuyễn phối hợp nè, người đua trước người sau người chải flash đó, đó là Yeah. tôi đọc hết vị trí thứ luôn, rồi team là team làm, còn tôi là tôi đọc thông tin Vậy là đó. xí là nếu mà cho phần trăm sức mạnh trong team thì xí đánh giá bản thân xí là bao nhiêu phần trăm? Xí nghĩ là chắc xí cũng khoảng là 50 đến 60% á. À, ít Còn không? 50 đến 60 quá ít không? tại vì team cũng một phần mà mình cũng chia ra xíu, 50 60% mà đọc thông tin thôi, còn lại team cũng làm đó. Chứ mà Sao nói ra 99% thì kỳ quá. sao các Kỳ bạn khán quá. giả ở đây các bạn cứ spam số 1% làm gì vậy? Trời, còn các bạn không phải 1% nữa, tệ thật. Tại vì không, tại mấy bạn nó cũng kiểu không có, chắc cũng không biết về game này như thế nào á, nên mình cũng không có chắc. Rồi à, sẽ mong chờ cái trận đấu tiếp theo là 420 sẽ đối đầu với lại tên của Annie, đó là tên của Kid rồi sẽ lém này nọ là sẽ biết đúng không? Thì sẽ muốn gặp ai giữa Annie và tên của Kid? Suy nghĩ thì nếu mà gặp TMD chắc mềm quá, để cho một người có gây cứng xíu thì chắc 40-20 thôi, chứ Tại vì xíu là Tần là gọi là cùng 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 với tôi đây, Tần là thất bại 420 ở ở cái bộ môn là cũng là súng ấm luôn đúng không xíu? Thì lần nữa. này cũng là cái cơ hội là để xíu phục thù lại 420. Đúng. Đúng, chính Xíu xác. nếu 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 mà đối đầu với 420 thì xíu tự tin là kết quả sẽ là bao nhiêu? 10 không trắng không, hay là sẽ Chắc là 10 không giành đi, được qua mà nhiều lại? khi mà đang 9 không á thì cảm thấy là cũng thương, thì cũng cho một round win thôi, cũng du di round win, nhưng mà công để còn lên stream rồi lên này nọ cũng có cái để nói rồi, chứ 10 không thì cũng tội người ta quá, dạng Đấy, cũng vậy. từng là đúng là anh em thấy không, cũng từng là mém tí là mở ba ở trong thành phố đó chứ, nên là cũng biết nghĩ cho người ta Dịt lắm. Mà tây thi rồi. mọi người hỏi là thương mà thương ai Thương ai hả? Chắc kìa? thương thằng ổi. Tại sao lại thương ổi xíu? Tại vì ổi xấu không ai thương hết, nên mình sẽ dành một chút tình thương cho Tôi nghĩ là bạn chương trình ổi. mình cắt cái khúc đó ra, đừng có để lưu lại ổi mà xem nhiều khi ổi nó tổn thương đó. Thì không biết là ổi có còn tinh thần để mà bắn ở trận đấu lần này, tại vì tôi có nghe là ổi sẽ là giúp những người đồng đội mình vô trận chung kết, thì không biết là ổi khi mà nghe qua cái câu này ổi còn tinh thần để mà cầm được cái súng không nữa. Xí thương nhưng mà thương hại à. Không có, mình dành tình thương, kiểu mình trao tình thương rồi đó. Vậy thương hại nói gì khùng quá mấy bạn Nhưng mà ơi. xí ơi, xí nói thương như vậy thì ổ nó không cần biết là phải là thương hại hay là thương gì đâu, nó đi khoe với người ta là xí từng thương đó. Rồi xí còn lời nào để mà chia sẻ trước khi trận đấu tiếp theo được bắt đầu không? Trận đấu tiếp theo là chúc hai trận có những pha highlight, có những trận đấu thật là đẹp mắt cho mọi người xem, và chúc tất cả mọi người vẫn đang xem thì chia sẻ đó, chia sẻ hoặc bùm bùm chiếu chiếu mấy cục kim cương như từ liên mọi người. Xí cứ vậy không, tôi là tôi đã bảo anh em không, tôi quý, tôi thích xí là cái điểm này á, quý cực kỳ quý luôn, kiểu nhiều khi tôi nói ra sợ mọi người. Ủa mà xí ơi, xí có nhận được cái mẫu áo của tôi gửi chưa xí? Có, tôi Ồ, nhận được chỉ rồi. mong là ngày mai nếu mà xí vô địch, xí đưa mẫu áo đó lên. Xí mà mặc áo đó tôi nghĩ là được bút sức mạnh luôn đó nha xí. Mai tôi bận mà, tôi kiểu là Ok tôi quên luôn, tôi vô địch, tôi bận chính cáo cờ lia tặng cho tôi vô địch luôn, ok mà nó, tôi xí mỗi lần nói tới vấn đề này mà mọi người cứ kêu là bích thư này nọ không, hơi buồn đi. thì Rồi tôi tôi mới cảm ơn đang xí rất là nhiều nha, hẹn rồi. hẹn xí vào ngày mai.
Và bây giờ không biết tới trận đấu tiếp theo chưa, để xem tổ kỹ thuật sẽ đưa ra thông báo.